sao cái răng của mình đau quá, không được rồi, mình phải đi bác sĩ thôi. Trời ơi, ăn bao nhiêu đây, làm đau không đau răng da ruột, em ăn quá mà, em ăn dâu bự quá trời, tức quay được. Ai ta cũng không sợ, nhưng công an ta sợ, ta chạy thôi. Lần này bà chạy không thoát đâu, bà đứng lại đó cho ta. Wow, mình có nhiều bánh kẹo, đồ chơi và bong bóng nữa nè các bạn ơi, mình sẽ ăn đã luôn. Cô ơi, con đói bụng quá, cô cho con ăn bánh với. Thôi, không có được đâu. Đây, mà cô có bao nhiêu đây, còn không đủ mà cô ăn đó. Thôi, đi ra chỗ khác đi. Cô không cho con thì thôi, nhưng cô đừng có ăn kẹo nhiều quá, cô chừng bị sâu răng, đau răng nha cô. Có nhiêu đây, mà nhiều vậy? Kẹo đó giờ mà cô ăn có bị gì đâu, răng vẫn chắc khỏe nè, thấy không? Thôi, đi đi. Ây da, nãy giờ mình ăn đâu có bao nhiêu đâu, có mấy cây kẹo với 5 bịch bánh thôi mà sao nó đau bụng quá. Sao cái răng của mình đau quá, không được rồi, mình phải đi bác sĩ thôi. Trời ơi, ăn bao nhiêu đây, làm đau không đau răng da ruột, em ăn quá mà, em ăn dâu bự quá trời, tức quay được. À, cái vỏ đó nhiều bánh kẹo quá, mình phải lấy cái vỏ đó thôi. Đưa cái vỏ bánh kẹo đây cho ta. À? Ta không đưa đó rồi sao? Có biết ta là phù thủy rất là mạnh không? Vậy chứ bà có biết ta là ai không? À? Là ai ta cũng không sợ, mau đưa vỏ bánh đây cho ta. Hả? Thì ra ngươi là công an hả? Hèn chi ngươi không có sợ ta là phải rồi. Bà phù thủy, ta đã theo dõi bà lâu lắm rồi, bà hay lấy đồ của mấy bạn ở đây lắm nè, cho nên chuyện này ta sẽ bắt dính bà. Ai ta cũng không sợ, nhưng công an ta sợ, ta chạy thôi. Lần này bà chạy không thoát đâu, bà đứng lại đó cho ta. Các bạn ơi, bà phù thủy làm chuyện xấu cho nên bị bắt rồi nè các bạn. Các bạn nhớ là đừng có học theo bà phù thủy xấu tính này nha. Các bạn xem nhớ bấm like và bấm đăng ký ủng hộ cho Hoàng Kim nha các bạn. Các bạn ơi, các bạn xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.